Xin chào tất cả các bạn, mình là Trang Lê đây và mình đã quay trở lại rồi. Hôm nay thì là ngày mình sẽ đến phòng tập và tập gym. Và bài tập hôm nay mình lựa chọn đó là bài tập lưng, là bài tập dành cho phần thân trên. Mình thấy rất là nhiều bạn nữ hiện tại các bạn chỉ chú tâm vào tập phần thân dưới mà quên mất hoàn toàn phần thân trên. Vì các bạn cũng lo sợ là khi bạn tập luyện thì sẽ bị to này, bị thô này, hay là bị đô, nhìn cơ bắp lực lưỡng giống như là đàn ông vậy. Thế nên là đấy là lý do vì sao các bạn không tập luyện. Nhưng mà thực ra tất cả những cái lo lắng của bạn hoàn toàn là sai lầm. Tại vì hormone của nữ giới và nam giới là hoàn toàn khác nhau. Hormone của nữ giới là estrogen. Cái khả năng xây dựng cơ bắp nó sẽ khó hơn đối với hormone của nam giới rất là nhiều. Vì vậy để mà các bạn tập to được như là con trai thì các bạn cần có một chế độ tập luyện cực kỳ chuyên nghiệp này, một chế độ ăn uống rất là nhiều đạm, phải sử dụng rất là nhiều thực phẩm chức năng, và thậm chí các bạn phải tập luyện gấp 5, gấp 10 lần các bạn nam thì mới có thể to được như thế. Nên là mình khuyên các bạn là đừng nên lo lắng nhá. Hãy tập luyện toàn bộ cơ thể của mình, cả phần thân trên và phần thân dưới. Tại vì khi các bạn chỉ tập trung luyện tập vào phần thân dưới mà không tập cho phần thân trên thì cái lượng cơ bắp nó sẽ dàn trải không đều. Và vì vậy là cái phần thân trên của bạn nhìn nó sẽ không được săn chắc bằng cái phần thân dưới của mình. Đấy là yếu tố thứ nhất. Thứ hai là các bạn không tập luyện phần thân trên thì cái sức bền và sức khỏe trên cơ thể các bạn cũng không được phân bố đều nhau, làm cho cái phần thân trên của mình thì yếu mà cái phần thân dưới thì lại khỏe. Không ai mong muốn như thế đúng không? Và cũng đừng lo lắng về việc tập luyện cái phần thân trên thì nó sẽ bị to. Vì các bạn có thể nhìn thấy Trang đây, Trang tập luyện, tập gym là được 3 đến 4 năm nay rồi, và Trang vẫn tập phần thân trên đều đặn. Và các bạn cũng thấy rằng là người Trang không hề to một chút nào đúng không? Tại vì cái việc to hay không nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, ngay cả mỡ cũng vậy. Nếu các bạn tập luyện nhiều mà các bạn không một chế độ ăn uống hợp lý và không một chế độ ăn uống cắt cái phần mỡ của mình thì các bạn nhìn cũng sẽ to, không bởi vì do cơ mà là do chính mỡ của các bạn nữa đấy. Thế nên là đừng lo lắng gì mà hãy xách ba lô lên phòng tập, tập luyện ngay cùng mình với những bài tập này. Đây là những bài tập, là những bài tập strength training, nghĩa là các bạn phải đến phòng tập và tập với máy và các bạn tập tạ, chứ không phải là những bài tập body weight mà các bạn có thể tập luyện tại nhà. Đối với những bạn mới tập thì mình khuyên là các bạn nên lựa chọn những cái mức lượng tạ nhẹ. Còn đối với những bạn mà đã tập luyện lâu rồi thì mình khuyên các bạn là nên challenge bản thân của mình, thử thách nó và tăng lượng tạ lên. Các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ đạt được hiệu quả nhanh hơn, cơ bắp của bạn sẽ phát triển đẹp và đồng đều hơn và săn chắc hơn nữa. Cái phần lưng là một phần rất là quan trọng trong tập luyện, tại vì phần lưng là một phần chống đỡ cho toàn bộ cơ thể của bạn. Các bạn tập bất kỳ một phần nào trên cơ thể thì đều cần tập lưng hết, kể cả tập phần thân dưới này, vai hay tay hay ngực thì chúng ta đều cần phải sử dụng phần lưng. Vì vậy phần lưng là một phần rất quan trọng nhá, và đừng bao giờ bỏ qua nó. Còn bây giờ thì các bạn ơi, hãy nhanh chân là xách ba lô lên và cùng lên phòng tập với mình. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tập cho phần lưng và một buổi tập lưng của mình ra sao. Cố gắng tập hết bài tập của mình để cảm nhận được tốt nhất toàn bộ phần lưng. Nào bây giờ chúng ta cùng đến phòng tập thôi. Chúng ta cùng đến với động tác đầu tiên là động tác push up. Động tác này mình sẽ làm từ 10 đến 15 rep trong vòng một set tùy vào khả năng của mỗi người nhé. Ở bài tập này nó sẽ tác động chính vào phần ngực và lưng của mình. Nhớ là tay mình mở rộng ra ngoài bả vai, lòng bàn tay nhấn chắc dưới sàn và mũi tay đứng thẳng về phía trước. Giữ cố định toàn bộ phần lưng và siết cơ bụng lại để tập trung tác động vào phần ngực và lưng của mình. Target là các bạn sẽ hạ người xuống sao cho khuỷu tay của mình vuông góc. Động tác tiếp theo là động tác curl tricep push up. Động tác này target chúng ta cũng hạ khuỷu tay vuông góc và nhớ là khuỷu tay ép sát vào người nhé. Đây là một bài tập mà mình rất thích tại vì nó sẽ giúp cho cái phần bắp tay sau của mình săn chắc và khỏe mạnh hơn. Đây là một trong những bài tập mà khởi động làm cho cơ thể nóng rất nhanh và bơm máu rất nhanh. Thế là mình thường xuyên khởi động bài này cho cái ngày tập thân trên của mình. Khi các bạn tập luyện, các bạn có thể cảm nhận được rằng là cái phần lưng, phần ngực của mình nó nóng rất nhanh và cơ thể của mình cũng sẽ ra rất là nhiều mồ hôi.
rings and a cigarette. Smoke so thick, I forgot what you told me. Snow caps are the reason for your nosebleed. Các bạn cũng đừng quên là đến phòng tập thì trước khi chúng ta tập luyện các bạn cần phải có một bữa free nhé. Bởi vì buổi tập nó có hiệu quả hay không là do chế độ ăn uống trước khi luyện tập nữa. Mình thì thường ăn gạo lứt này với chuối với sữa, những cái carb mà hấp thụ nhanh trước khi mà mình đi tập để có sức tập tốt nhất. Rồi, đây là bài tập tiếp theo, bài tập deadlift. Bài tập này là nữ hoàng bài tập, các bạn cũng biết rồi. Với tất cả những bài deadlift thì toàn bộ nhóm cơ ở phía sau sẽ được tác động vào, bao gồm là lưng này, mông này, đùi sau này. Thế nên là bài này rất phù hợp với các bạn nữ. Lưu ý ở bài tập deadlift thì kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Chúng ta cần phải giữ cho lưng thẳng, không bị gù lưng hay là bị còng lưng của mình. Luôn luôn gồng và siết cái cơ bụng mình lại. Với bài deadlift này thì mình sẽ tác động chính vào phần lưng chứ không phải mông. Thế nên là các bạn cần phải sử dụng lực chính ở phần lưng và gồng phần lưng rất nhiều nhé. Bài này chúng ta làm từ 10 đến 12 rep trong một set thôi vì nó khá là nặng. Mức lượng tạ các bạn hãy lựa chọn một mức lượng tạ phù hợp. Đừng tham mà tập nặng nhá, vì tập nặng nhiều khi các bạn sẽ dễ bị chấn thương. Thế nên là chọn một mức lượng tạ sao cho mình làm đến cái thứ 10 và 12 là mình đã cảm nhận cái phần lưng của mình rất mỏi. Baby, don't you dare. Glitter on your neckline, glitter on your face. So far gone, we ain't taking out of space. Don't know where we come from, human race. Purple haze. In love with your silhouette. I know you like to show it off on the internet. Put a ring next to where your middle finger set. Got you traded for some drinks and a cigarette. Smoke so thick, I forgot what you told me. Snow caps are the reason for your nose. Chúng ta cùng đến với động tác thứ 3 là động tác dumbbell roll. Ở động tác này thì chúng ta cần một cái ghế, ngả ghế về sau 45 độ, sau đó các bạn sẽ áp toàn bộ phần bụng của mình vào. Lưu ý ở động tác này là các bạn đừng tham tạ nặng nhé, hãy lựa chọn một mức lượng tạ phù hợp với cơ thể của mình. Và chúng ta cần phải tăng số rep lên. Ở bài này thì các mình sẽ làm từ 20 đến 25 rep trong một set thôi. Tại vì mình thực sự muốn là cái phần lưng phía sau của mình nó siết và nó khỏe hơn, sức bền tốt hơn. Lưu ý là những bài tập này thì rất nhiều bạn chúng ta tập và cảm nhận sai chỗ là vào tay. Nhưng với động tác này thì mình cần các bạn cảm nhận chính là vào phần lưng của mình. Thế nên các bạn trước khi tập thì hãy cảm nhận cái phần lưng xô sẽ là phần mà chúng ta cần tập luyện. Và khi tập động tác này thì các bạn nhớ là sử dụng lực ở phần lưng xô của mình kéo lên nhé. Còn tay mình sẽ thả lỏng và chỉ để cầm tạ thôi. Bài này là một trong những bài mà hầu như buổi tập lưng nào mình cũng tập hết và không bao giờ bỏ qua, tại vì đây là một bài tập mà làm cho phần lưng của mình siết và đẹp nhất. Và các bạn cũng có thể thấy là dáng tập luyện của bài này trông cũng rất là sexy đúng không? Với mỗi một buổi mình tập lưng thì mình không tập quá lâu đâu, tại vì các bài nó cũng không quá nhiều. Thế nên mình sẽ tập luyện trong từ 1 tiếng. Và hôm nào mà tập và nghỉ nhiều thì mình sẽ tập đến khoảng 1 tiếng rưỡi. Tính cả thời gian khởi động này, sau đó là tập luyện và sau đó là giãn cơ nữa. I know you like to tease, but we gon' turn it up and don't stop. I feel so sweet.
Rồi bài tập tiếp theo là bài tập Close Grip Lock Cool Down. Ở bài tập này các bạn có thể thấy là mình sẽ không dùng cái thanh lock cool down thông thường nhá, mà mình sẽ dùng cái thanh của bài Cable Roll để mình lock vào để tập. Hai tay thì mình sẽ nắm chắc vào cái thanh và mình sẽ tập trung vào kéo phần rô. Ở bài tập này thì mình sẽ làm từ 10 đến 15 rep và mức lực đạo là khá nặng nhé. Các bạn có thể thấy là khi mà mình thả tay ra thì tốc độ sẽ chậm, mà khi mình kéo vào thì tốc độ sẽ nhanh hơn. Và lưu ý là sẽ không bao giờ mình để thẳng băng cái tay của mình, mà các bạn giữ cho cái thử tay của mình hơi trùng một chút để bảo vệ cho thử tay và cơ khớp của mình. Bài này tư thế cũng cực kỳ quan trọng nhá. Các bạn phải ngồi thẳng lưng và cố định phần lưng của mình. Khi các bạn cố định lưng được rồi thì các bạn mới tập trung được vào phần xô nhiều hơn. Và nhớ là vẫn sử dụng phần xô để kéo nhá, chứ bạn nào mà tập lại thấy đau tay là chúng ta đang dùng sai cơ rồi đấy. Với mỗi bài lưng này thì chúng ta nên luyện tập từ 1 đến 2 buổi một tuần. Đối với bản thân mình là một người rất thích tập lưng, bởi vì mình thấy là phần lưng là một phần siêu sexy trên cơ thể của con gái. Thế nên là mình đã tập 2 buổi lưng một tuần. Các bạn thì sao? Thời gian nghỉ giữa các set thì là từ 1 đến 2 phút. Nhưng mà như mình thì mình sẽ không nghỉ nhiều đâu, mình sẽ nghỉ ít thôi, một phút thôi, sau đó mình quay trở lại ngay. Và bài này thì mình làm 3 set. Got you traded for some drinks and a cigarette. Smoke so thick, I forgot what you told me. Snow caps are the reason for your nosebleed. 5 a.m. once again, no sleep. Can you see your pretty face in my gold teeth? I want you tight like a coat. Rồi đây là bài tập Radial Raise. Bài tập này mình sẽ tập cho cái phần vai sau của mình. Nó cũng thuộc phần lưng ấy, và nó là phần vai và lưng trên. Các bạn sẽ mở tay của mình ra như là mình đang bay ấy, như là cánh chim bạn thấy đúng không ạ? Ở bài tập này thì bạn có thể cầm tạ lòng bàn tay hướng vào trong, hoặc là hai tay song song như mình cũng được, tùy nhá, miễn sao mình cảm thấy tốt nhất cho phần vai của mình. Với động tác này thì chúng ta nên sử dụng tạ nhẹ thôi, vì các bạn làm đến tầm rep thứ 10-15 là các bạn đã thấy cái phần vai của mình nó mỏi nhừ rồi, và thậm chí là không thể cầm nổi thanh tạ lên nữa. Các bạn để ý tư thế của mình nhá, mình sẽ ngồi khép hai chân lại với nhau, gập người 45 độ về phía trước, cũng cần phải cố định cái phần lưng của mình. Và phần cổ sẽ thẳng với cột sống, chúng ta đừng nhìn lên quá nhiều, thì các bạn sẽ như vậy sẽ làm mỏi phần cổ của mình. Mình rất thích tập những bài tập mà mình cầm tạ đơn như thế này, tại vì nó sẽ tập vào nhiều bộ phận và mình giúp mình kiểm soát cơ tốt hơn là tập những cái máy to. Mình biết rằng là mỗi người một sở thích thôi, nhưng mà mình thích những bài tập như này. Còn các bạn thì sao? Chúng ta cũng đến với set thứ 3 rồi. Tay mình bây giờ mỏi nhừ rồi, nhưng mà chúng ta phải cố gắng nhá. Như thế thì mới có một cơ thể đẹp, hoàn hảo được. Mình tin là bạn nào cũng muốn sẽ có một cái phần vai, tay sau, lưng sổ mình nhìn săn chắc, không bị mỡ, thậm chí là cắt nét một chút rất là đẹp đúng không? À, và các bạn có thể thấy rằng là mình đã tập gym rất là lâu rồi, nhưng mà cái phần tay vai của mình cũng không hề to đúng không? Mặc dù mình tập lưng một tuần 2 buổi. Thế nên là các bạn cũng đừng lo lắng nhé, cứ luyện tập thôi,
line, glitter on your face. So far gone, we ain't taking out of space. Don't know where we come from, human race. Purple haze. Fell in love with your silhouette. I know you like to show it up on the internet. Đây là bài tập thứ tư, bài tập Seated Cable Row. Bài này thì nó đã có một cái ghế để giúp bạn cố định tư thế rất tốt rồi. Nhưng mà các bạn vẫn phải chú ý về tư thế một chút. Đó là chúng ta phải cố định phần lưng nhiều. Mình sẽ không ngả người quá nhiều về phía sau. Khi các bạn kéo cái thanh về phía sau thì chúng ta nên kéo nhanh. Nhưng mà khi nhả về thì nên nhả chậm chậm lại một chút. Khi các bạn nhả chậm thì nó cũng sẽ giúp cái cơ của mình kiểm soát tốt hơn và cảm nhận cái cơ của mình tốt hơn nữa. Trước buổi tập này thì mình có uống thêm một nửa serving pre nữa, thế nên là hôm nay mình tập rất là hăng máu luôn. Và nếu bạn nào muốn biết hãng mình dùng là hãng nào thì mình sẽ làm một cái vlog hoặc là một cái bài review riêng về các sản phẩm supplement mà mình dùng. Trong cái pre mình uống thì nó có một số những thành phần, ví dụ như là caffeine này để giúp chúng ta tập trung hơn, và có creatine để giúp mình bơm máu tốt hơn và làm cơ của mình pump hơn. Thế nên là những hôm nào mà mình tập gym hay là tập nặng thì mình hay dùng thêm pre. Cái này thì cũng không bắt buộc nhé, cái này là sở thích và lựa chọn của mỗi người thôi, và chúng ta cũng không nên quá phụ thuộc vào nó. Nhưng mà nếu mà bạn nào mà trong thời gian mà muốn thay đổi hình thể hoặc là muốn có hiệu quả nhanh hơn thì khuyên các bạn cũng nên sử dụng có liều lượng nhá. Như mình thì một tuần mình chỉ dùng đến 2-3 buổi thôi, và mình vẫn có thời gian là mình tự tập mà không cần dùng đến free nữa. One single day, driven like in an arcade. And what we both about to do, they gon' be safe for work. Bring the alert, our hearts are racing, they won't align until we dirty, loving, never felt so sweet. Các bạn có thể nhìn thấy phần lưng của mình, cái phần xô sau khi kéo về sau ấy, nó sẽ nhìn thấy một cái đường rãnh ở lưng rõ hơn đúng không? Đấy là vì mình sử dụng cái phần xô rất nhiều. Hầu như phần tay thì không hề có cái tác dụng gì ngoài cầm cái thanh cable này hết, mà phần vai xô là phần chính các bạn cần sử dụng nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã vừa theo dõi xong toàn bộ cái bài tập của mình. Mong là bài tập của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Và nếu các bạn thấy hay, bổ ích và hiệu quả thì hãy luyện tập nó một tuần ít nhất là một buổi. Và nếu tốt hơn thì tập luyện một tuần hai buổi. Đừng quên là sau buổi tập luyện thì các bạn nhớ phải giãn cơ. Cách giãn cơ có rất là nhiều cách. Các bạn có thể nằm xuống sàn, giãn phần lưng trên này, hoặc là các bạn dùng dây, hoặc là bạn có thể sauna, massage tùy theo sở thích của mỗi người. Đừng quên like, share và subscribe cái kênh YouTube này của mình. Tại vì từ bây giờ thì mình sẽ ra đều đặn một tháng từ 2 đến 3 video cơ. Và nếu bạn thấy bổ ích thì đừng quên bấm vào cái chuông ở bên dưới để có thể xem video của mình nhanh nhất và sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye, see you.